lúc trước khi em làm thì em phải xả hết cái nhiên liệu trong máy như hồi nãy em làm á, và thổi cái đẩy ra ngoài hết để cho không còn trong bình chứa này, và thứ hai là trong bộ bơm và trong đường hồi. Thì bên mình mua là yêu cầu cho máy dầu á, thì em chỉ cung cấp dòng 938 thôi, còn 937 là cho máy xăng. Không, cái là bên người trước làm hơn. Dạ đúng rồi, chương trình thì có hai loại máy thì dùng chung. Nhưng mà trước khi mình dùng máy thì em nói là cái quy trình phải xả. Xả là cái lần còn có thải trong cái đường ống á, để mình không bị đưa nhiên liệu vô trong cái máy. Vệ sinh mà vệ sinh cái dàn lạnh là phải chơi chai khác nữa. Cái con cái thiết bị vệ sinh dàn lạnh nó dùng cái thiết bị khác, nó dùng hơi. Và qua một cái bình khí nén, nó đẩy, nó thổi. Cái dùng hơi, ra xem cái này có đủ không? Cái này có phiên bản bằng dao thì trong này có những cái gì cái gì nữa không đâu? Trong cái bản bàn giao nó không có ghi chi tiết cái sản phẩm kia đồ anh thì nó không, trong cái hộp này không biết bao nhiêu chi tiết à? Dạ dạ. Tagalo ấy. Tagalo không có đâu. Tagalo chút gì mà. Đến đi, lấy cho mình cái này được không? Dạ dạ dạ. Còn có cái giấy tờ ở trong anh em đó. À dạ dạ. Lâu chứ hả? Dạ, như xe này là đang còn cái lượng tiêu hao nhiên liệu ít.